Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Trần Phú đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Quang Huy, anh em Trần Mạnh, anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Chơi Khuya, anh em Tuấn Nghĩa, anh em Quốc Phong, anh em Di Bùi và cuối cùng là bạn Hoài Anh Lê. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chuyện này tôi sẽ eco anh em nhé, ra được hai con eco sớm. Anh em thân mến, có thể là ngày hôm nay cái video này nó sẽ là cái video clip cuối cùng ở trong cái meta cũ, khi mà bắt đầu từ ngày mai là đã có update rồi. Mặc dù với một cái tinh thần là rất là mong muốn được chơi cái meta mới đấy, một meta mà theo tôi đánh giá nó khá là for fun, nó sẽ rất vui. Thực sự là thế, phải nói thực sự là rất vui đấy. Thì đối với cái meta hiện tại mà chúng ta đang chơi đây thì tôi lấy làm rất là gọi là đáng tiếc, rất là luyến tiếc thì đúng hơn. Luyến tiếc khi mà một trong những cái meta hay nhất từ trước đến nay, rất lâu rồi đấy, nó mới hay được như này. Cân bằng là một, là thứ hai là chơi nó cũng khá là hay, tính chiến thuật cao đấy, và nhiều bộ có thể chơi được. Thì sau khi update thì chúng ta sẽ không còn được chơi một cách cân bằng như thế nữa. Đấy là cái điều luyến tiếc của tôi đối với cái meta này. Một phần thì tôi vẫn mong muốn là cái meta này nó sẽ kéo dài hơn để tôi có thể được trải nghiệm nhiều hơn ở trong một cái meta cân bằng. Với những cái meta cân bằng này thì những cái chiến thắng thực sự nó rất là có giá trị, nó rất là đã anh em ạ. Không phải là chỉ là có những cái chiến thắng để mà up video lên, mà có những cái chiến thắng để có thể là thỏa mãn cái nhu cầu chiến thắng của bản thân. Đấy, thì meta này nó làm được cái điều đấy. Chơi những cái đội hình có thể nói là không ai chơi và chúng ta được giành được chiến thắng thì thực sự nó rất là đã. Nó rất là vui và thậm chí là hôm đấy có thể vui cả ngày để làm những công việc khác nó suôn sẻ hơn đấy, không chỉ có ở trong game. Đây thực sự nó là một cái meta khá là giải trí và những cái trận thắng nó thực sự nó cũng đem lại cái niềm vui cho tôi đấy, vui là vui thực sự luôn. Có những cái trận đấu mà chơi những cái đội hình mà không ai chơi và yếu hơn nhưng mà có thể chiến thắng được những cái đội hình meta, những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta hiện tại như là Ngũ Long Hóa Hình đấy, thì thực sự là nó rất là sướng anh em ạ. Tôi không hiểu là bây giờ tôi phải truyền đạt cái cảm giác đấy cho anh em như nào. Bởi vì là nhiều khi anh em thấy là tôi cũng sản xuất nhiều video đúng không, gần như là tôi đã chai sạn đi rồi, tôi đã không còn những cái cảm xúc đối với cả những cái chiến thắng nữa. Thì đấy là anh em nghĩ thế thôi. Chứ còn tôi thắng thì tôi vẫn vui nhá anh em nhá. Mà thắng mà ở trên cái thế là mình yếu hơn ý, thì lại càng vui. Đấy, thế nên là bây giờ mà cái meta này là qua đi đến một cái meta for fun ý, thì nhiều khi là mình thua mình lại cảm thấy rất là ức chế, bởi vì là mình đen hơn đối thủ chẳng hạn như thế. Thế tôi đoán thế thôi. Hoặc là mình thắng mình cũng không thấy hay, bởi vì đối thủ cảm giác đối thủ đen hơn chúng ta, nhưng mà hóa Saman ấy là hóa đen hơn thì thua. Chúng ta chiến thắng nhờ cái việc là chúng ta may mắn. Thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy nó không được đã bằng là một cái chiến thắng mà do chúng ta sử dụng cái trí não của chúng ta sử dụng khả năng trí tuệ để chúng ta giành chiến thắng, thì rõ ràng là đã hơn đúng không? Đấy, thế nên là cái meta mới mặc dù là nó for fun, nó vui, nhưng mà có thể là nó sẽ thỏa mãn về chiến thắng ấy nó sẽ không như là cái meta này. Tuy nhiên là nó sẽ có cái hay kiểu khác anh em ạ. Tôi nghĩ là nó sẽ có cái thú vị kiểu khác, một cái thú vị theo kiểu một cái tình huống là một cái bộ phim hài, thay vì là chúng ta xem một cái bộ phim đấu trí đấy, một cái bộ phim trinh thám đấu trí, thì bây giờ chúng ta chuyển sang một cái bộ phim hài. Phải thực sự là nó sẽ có một cái tinh thần giải trí nhiều hơn đấy, chúng ta có thể xem, chúng ta sẽ cười nhiều hơn. Hy vọng sẽ là như thế ở trong beta sau nhé anh em nhé. Mà trong cái quá trình mà trải nghiệm cái meta mới ở trong cái phiên bản server test ấy, tôi thấy có rất nhiều anh em kêu, có rất nhiều anh em bảo là cái meta sau là cái meta gọi là mất lão, cái meta đánh theo cái kiểu là gì, đánh theo kiểu meta rác. Tức là đồ không phải lấy, đồ là cũng random, mà lính thì cũng random luôn. Chơi theo kiểu câu gấu thì cũng là random đúng không? Nói chung là rất nhiều những cái đỏ đen ở trong cái meta sau. Rất nhiều những cái tình huống đỏ đen luôn. Từ đồ này, xong rồi đến bài này. Bài thì cũng ra đã đỏ đen rồi này, rune đã đủ đỏ đen rồi này. Xong rồi lại còn hóa tướng Saman nó cũng đỏ đen lốt. Đấy, đồ cũng đỏ đen lốt. Rồi câu gấu cũng đỏ đen nữa. Nói chung là meta nó toàn đỏ đen thôi. Nó sẽ rất là phù hợp với các anh em mà thích đánh bạc,
Tôi nghĩ là như thế. Các anh em mà mạo hiểm chơi cái bộ môn mạo hiểm là sẽ rất là thích beta sau đấy. Có một vài cái ý kiến cho rằng là cái meta sau nó rác và có thể là nó sẽ bị mất cái người chơi đi, thì tôi cũng không nghĩ là nó sẽ mất người chơi đi đâu. Bởi thường là những cái anh em mà chơi cái bộ môn này thì nó cũng gắn bó, bởi vì cái bộ môn này nó hay ở nhiều cái phương diện khác nhau, chứ không phải chỉ đơn giản là về cái lối chơi chiến thuật đâu. Đấy, rất có thể là sang cái meta sau ấy mới mẻ hơn, có cái cách chơi mới mẻ hơn thì anh em vẫn gắn bó với game này thôi. Đấy, con game này thực sự là nó rất là hay. Và tôi nếu mà tính từ năm 2018 ấy, đấy là trước khi mà con trai đẻ ra một năm là tôi bắt đầu chơi con game này. Thì 2018 tính đến nay đã được là 6 năm rồi. Gắn bó 6 năm và làm nội dung 6 năm rồi. Đấy, để cho anh em biết là cái con game nó hay và tôi rất thích cái con game này. Anh em cứ để ý cái quá trình mà 6 năm nhá. 6 năm chơi ấy. Con game này có thể nó có những cái phút thăng trầm lên xuống, có những cái meta hay và có những cái meta dở, có những cái meta mà nó mất cân bằng và có những cái meta nó cân bằng. Nhưng có một cái điều quan trọng mà nó mang cái tính chất cốt lõi của cái con game này này, khiến cho nó sống lâu, anh em biết là gì không? Cái con game này nó không có hack. Đấy, chưa có bất cứ một cái bản hack nào trong cái con game này nha anh em nhá. Trong khi đấy bên LOL Dota có rất nhiều hack rồi. Đấy, thậm chí là có những cái con ví dụ như là Call of Duty chẳng hạn, Call of Duty này, hay là Laraka đúng không? Laraka thì phải. Tự nhiên quên tên mấy cái con game kiếm hiệp rồi. Nhưng mà chỉ ra một thời gian thôi là nó đã có hack. Đấy, nhưng mà cái con game này thì khác. Con game này anh em để ý xem, 6 năm rồi chưa có một cái bản hack nào ra đời luôn. Mọi người chơi đều rất công bằng. Đấy. Có thể nói là có yếu tố may mắn, nhưng mà nó cũng không thể phủ nhận được cái yếu tố về kỹ năng ở trong cái con game này. Nó không khác gì chúng ta đi đánh cờ cả, đánh cờ vua cờ tướng. Đây cũng là một cái con game chiến thuật rất hay. Không có hack, điều đấy nó dẫn tới là cái tuổi thọ của con này nó rất là lâu. Anh em có thể thấy là người chơi, mặc dù có người đi, ra đi, nhưng những cái người ở lại ấy, người ta rất là gắn bó. Đấy, ví dụ như tôi là một cái người mà ở lại đây, gắn bó tới 6 năm. Và vẫn đang tiếp tục sản xuất nội dung video ở cái con game này. Chưa hề từ bỏ. Đó. Nhiều khi bảo là con game này bây giờ nó ít view quá, nó ít người xem quá, có thể chuyển sang con game khác. Nhưng mà không, tôi vẫn quyết định tôi gắn bó con game này và tôi không dành thời gian cho con game khác. Để mà sang một con game khác thì đương nhiên chúng ta sẽ phải xây dựng lại cái cộng đồng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là sẽ phải học lại. Đấy, cái quá trình học thì nó cũng sẽ mất thời gian, chứ nó không phải là chúng ta có thể vào chúng ta chơi được luôn. Chơi thì có thể chơi được, nhưng mà cái vấn đề là làm để người ta xem ấy thì nó lại khác anh em ạ. Làm YouTuber mà muốn người khác xem thì nó chỉ có hai cái mà chúng ta có thể khiến cho người khác người ta xem chúng ta là thôi. Một là gì? Là ông chém gió giỏi. Đấy, ông nói chuyện hay, ông thu hút được người ta vào nghe ông nói chuyện. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, còn cái thứ hai, nếu mà không nói chuyện hay thì là phải chơi hay. Đấy. Thì tôi may quá, mặc dù nói chuyện thì cũng không đến nỗi hay lắm, nhưng mà lại được cái giọng anh em ạ, được cái chất giọng, được nhiều anh em nghe lại thấy là nó vừa tai. Đấy, còn chơi thì cũng rất là may mắn. Không hiểu sao anh em lại yêu quý, lại tin tưởng. Đấy, tin tưởng yêu quý thì lại cũng thấy là mình là chơi cũng được. Đấy, xem video clip của tôi thì anh em cảm thấy là cũng hợp lý. Áp dụng những cái kiến thức lý thuyết vào thực hành thì thấy cũng chuẩn. Thế là anh em lại yêu quý tôi. Và trong cái quá trình đấy thì nó một thời gian dài anh em cũng tiếp xúc với tôi, thì anh em cảm thấy là cũng yêu quý, thì anh em gắn bó với kênh thôi. Nên là bây giờ kênh mặc dù là trong một cái khoảng thời gian nghịch dại, nghịch dốt, nghịch ngu, đổi tên kênh thì là mất đề xuất một thời gian, thì bây giờ nó lại quay trở lại cũ rồi. Sau một năm nói chung là cũng chăm chỉ làm việc, cũng tiếp tục gắn bó thì nó lại quay trở lại. Đấy. Thì tất cả nó chỉ có hai cái đấy thôi. Một là nói chuyện hay, hai là được anh em yêu quý, thấy mình chơi nó cũng hay. Đấy, thì là anh em sẽ gắn bó. Thế là tôi cũng làm được cái nội dung này. Đấy mà bây giờ ấy, mà chuyển sang một cái bộ môn mới ấy, là gần như là mình cũng không thể nói chuyện hay, bởi vì làm sao có biết gì đâu mà nói, đúng không? Không nói chuyện hay được là chắc chắn rồi. Và
chơi hay thì chơi hay thì cái vấn đề chơi hay thì cũng chưa biết được, nhưng mà nếu mà muốn hay ấy là phải tập, phải luyện đấy. Và chắc chắn là lúc đầu thì sẽ không chơi hay, mà lúc đầu không chơi hay thì cũng sẽ không có view đâu. Thế mà bây giờ bảo luyện ấy, bây giờ bảo mang ra để mà luyện lại từ đầu ấy, thì luyện một con game thì tôi thấy là nếu mà so về mặt là để bỏ thời gian ra để luyện một cái con game ấy, thay vào đấy là tôi dành cái thời gian đấy để tôi trao dồi một chút kiến thức ở một cái lĩnh vực khác, thì tôi thấy là nó hiệu quả hơn. Chính vì thế nên cái đợt này tôi, ngày trước tôi có chia sẻ với anh em là tôi định chuyển sang TFT, nhưng mà xong cuối cùng là tôi lại, bây giờ tôi lại đi học nhạc anh em ạ. Đi học nhạc là bây giờ tôi dành nhiều thời gian vào nhạc quá rồi, nên là tôi bây giờ tôi chỉ có thể là học nhạc và học auto chat thôi. Bây giờ vẫn phải học auto chat anh em nhá. Vẫn phải trao dồi kiến thức auto chat thì mới có thể làm nội dung được. Đấy. Update xong là phải học lại từ đầu mà. Đó, thì bây giờ để mà bỏ thời gian ra để mà học TFT, học đấu trường chân lý, thì tôi thấy nó cũng hơi giống như là tôi đang học auto chat vậy anh em ạ. Tức là hai cái bộ môn đấy nó gần như là giống nhau. Tức là cùng là đều làm nội dung về game. Đấy, mà xin được chia sẻ với anh em là khi mà YouTuber mà làm nội dung về game ấy, thì thường cái tuổi thọ của YouTuber làm kênh về game nó sẽ gắn liền với con game đấy anh em ạ. Đấy, chính vì thế là nếu mà tôi bây giờ mà tôi làm sang TFT ấy, thì khi mà TFT chết ấy, thì là cũng đi thôi. Đấy, như là làm auto chat này thì auto chat và đóng cửa thì là tôi cũng dẹp tiệm. Chính vì thế đấy là làm game thì nó không được bền vững cho lắm anh em ạ. Thế nên là tôi mới chọn một cái con đường nó bền vững hơn một chút. Làm nhạc thì nó sẽ bền hơn anh em ạ. Làm nhạc thì năm 15 người ta vẫn nghe nhạc. Đấy. Kênh nhạc thì nó tồn tại theo thời gian thôi. Thậm chí là chúng ta có thể theo cái con đường là cover. Chúng ta cover thì chúng ta ra những cái bài mà theo thị hiếu. Hiện nay thì cứ có bài mới thì cover là cũng rất là ok. Theo trend âm nhạc cũng được, mà định hướng cá nhân, phát triển âm nhạc cá nhân cũng rất là ok. Đó. Phong cách cá nhân thì được, nhưng mà đánh theo kiểu thị trường thì cũng được. Nói chung là làm nhạc thì nó có cái tính chất là bền vững hơn làm game. Kiểu phát triển nhanh thì không có, phải phát triển từ từ, nhưng mà nếu mà nó lên được thì nó khá là bền vững. Bởi vì nhạc, cái âm nhạc nó là cái thứ mà duy nhất mà mỗi một cái người nghệ sĩ có một cái khả năng tư duy khác nhau. Mỗi một cái sản phẩm ra nó đều khác nhau, nó không thể giống nhau được. Mỗi một người có một cái chất riêng. Đấy, không thể bắt chiếc được của nhau, rất khó. Nhất là nếu mà chúng ta vừa là một cái người chơi nhạc, vừa là một cái người mà hòa âm phối khí và soạn nhạc nữa thì nó lại càng khác, nó không thể giống được. Đấy, ví dụ như mà chơi một cái bản nhạc mà có người khác soạn cho ấy, thì hai ông mà chơi piano đã khác nhau rồi. Đây lại còn là hai cái bản soạn nó khác nhau nữa thì nó lại càng khác. Đấy, tức là nó sẽ không bao giờ có chuyện trùng lặp và giống được của người khác. Thứ nhất là lý thuyết, kiến thức khác nhau, thứ hai là gì? Cảm xúc của từng người là khác nhau. Đấy, sẽ cho ra những cái sản phẩm là duy nhất. Mà làm YouTube ấy thì cái thứ mà duy nhất, độc nhất và mới nhất ấy là cái thứ mà mới làm được nha anh em nhá. Còn nếu mà khi mà vào cái thị trường mà đã có nhiều người làm được rồi, nhiều người làm rồi hoặc là tính cạnh tranh cao ấy, không phải là duy nhất, đấy, không phải là mới nhất, không phải là độc nhất, nhiều người làm được, thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị chìm nghỉm luôn ở trong một cái thị trường mà rất nhiều người làm nội dung. Chỉ cần vào sớm thì là có lợi thế, còn vào sau thì nó sẽ bị nhiều thứ, nó khá là cạnh tranh cao. Để tôi lấy cho anh em một ví dụ. Ngay từ cái bộ môn auto chat này, một anh em mà làm nội dung auto chat mà bây giờ đang được khá nhiều anh em thích, đấy là anh em chơi khuya. Anh em chơi khuya mặc dù vào sau, nhưng anh em có một cái lối dẫn chuyện, một cái lối kể chuyện nó khá là chân chất, hiền lành và rất là dễ mến. Đấy, được nhiều người yêu quý thì là kênh nó sẽ lên. Đấy. Trong cái thời gian mà anh em chơi khuya làm ấy, bắt đầu làm nhá, là có rất nhiều những cái YouTuber khác cũng làm về cái nội dung này. Nhưng mà tất cả các anh em đó đều bây giờ là đã nghỉ hết rồi. Cái lý do rất là đơn giản thôi, mặc dù là có thể là chơi hay, có thể nội dung cũng hay, nhưng cái vấn đề ấy là cái chất riêng nó quan trọng á. Cái chất riêng, nếu mà anh em nói chuyện mà nó như bao người khác ấy, hay là anh em chơi như bao người khác, thì rõ ràng là anh em sẽ không bao giờ lên được. Nếu mà anh em vào sau ấy, anh em chỉ còn cách là anh em độc dị lạ thôi, anh em phải chơi cực độc luôn thì anh em mới lên nổi. Hay là anh em phải nói chuyện một cái phong cách khác hẳn với những YouTuber mà đang làm về cái nội dung này thì mới được. Đấy, ví dụ như là cái hồi mà anh em chơi khuya ấy, anh em chơi thì rõ ràng lúc đấy YouTuber toàn là những cái người đánh đá thôi. Tôi lấy ví dụ như tôi chẳng hạn.
Tôi là một cái người mà rất là đánh đá, rất là hay khịa anti đấy. Trận nào có anti là y như rằng là up lên. Thì rõ ràng là tự nhiên là đang có rất nhiều YouTuber khá đánh đá ở trong cái quá trình mà đang làm sản xuất video, tự nhiên lại xuất hiện một ông rất là hiền lành và chân chất, thì là ông ấy sẽ thành công. Đấy, bởi vì sẽ có những cái nhiều người, người ta không thích cái lối nói chuyện của tôi. Nó rất là mang cái tính chất là gì, là hơi bị chua ngoa một tí. Đấy, thế là cần một cái người mà hiền lành, chất phát hơn. Thì rõ ràng là việc là lựa chọn anh em chơi khuya là một cái lựa chọn rất là hợp lý, đúng không? Đó. Thế nên là để muốn thành công được thì chắc chắn là cái người làm YouTube nó sẽ phải có một cái chất riêng của mỗi người. Vãi thật, Echo luôn đến round 19 luôn này, còn có 13 máu, round sau vớ vẩn đi. Trận này chơi đúng kiểu chơi đỏ đỏ truyền thống ấy, là Echo xong rồi chơi gót đỏ ấy. Hôm nay thì tôi quyết định là tôi sẽ chơi gót đỏ theo cái lối truyền thống. Một trong những cái cách chơi đặc trưng nhất của cái bộ này là chúng ta Echo, sau đó chúng ta comeback ở level 9. 4 gót kết hợp với 6 đỏ. Thôi chết mẹ, còn có 7 giây, không kịp nữa rồi. Hy vọng nó sống sót ra này. Thực ra là chúng ta còn máu để cắn mà, vô tư đi. 13 cục máu mà. Echo một round nữa. Ơ kìa. Này chết không nhở? Ui dồi, một máu ạ, vậy thế. Hết hồn. Tí nữa thì chết. Tôi quả đấy tôi cũng không nghĩ là còn một máu đâu. Tôi không định cắn máu ở đâu đấy. May quá còn một máu. Ôi mẹ ơi, quả không cắn máu khi đi rồi ấy. Hết hồn ạ. Mua máu lật kèo à. Hôm nay chắc là sẽ là cái trận cuối cùng chúng ta có thể chơi được gót đỏ rồi anh em ạ. Ngày mai khi mà update xong thì sẽ không còn chơi được cái bộ này nữa đâu. Hôm nay nó sẽ là một cái trận đấu tri ân cuối cùng của cái bộ gót đỏ nha anh em nhá. Từ ngày mai trở đi khi mà cái con Storm Shaman nó lên 5 đô ấy, là sẽ không còn ai chơi cái bộ này nữa. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Có muốn chơi cũng không chơi được. Đấy, muốn chơi cũng không chơi được luôn. Sẽ đâu còn những cái trận đấu một máu lật kèo đúng không anh em? Chúng ta sẽ không còn những cái trận đấu một máu lật kèo nữa. Và cũng rất có thể sẽ không còn cái lối chơi Echo. Bây giờ Echo thì chơi gót đỏ, nhưng mà tương lai không có bộ gót đỏ thì chúng ta chỉ còn cái bộ gì? Bộ Feather đúng không? Chắc là vẫn Echo được. Thôi giờ bây giờ tôi phải roll này. Lính yếu quá rồi. Ui, hai cái máy bay ạ. Thề. Mà trận này chủ đích là chơi gót đỏ nên là không lấy máy bay. Sai lầm à. Bây giờ mà đổi đồ cam thì sao? Hack. Để hack đi. Trận này tôi sẽ hướng tới là tôi không phải chơi gót đỏ đâu anh em ạ. Sorry anh em. Trận này tôi hướng tới là tôi có vẫn là gót nhưng mà nó thiên về là mết hơn. Trận này có rớt mà. Có rớt thì chơi mết không? Chơi gót mết. Gót đỏ mết kết hợp với mết cũng được. Rất là ok. Rồi. Ít ra là cũng phải thắng chứ. Đủ 6 đỏ rồi, đủ 4 góc rồi mà còn thua nữa thì thôi chịu luôn ấy. Ok. Ui, tôi định roll nhưng mà ra con này 2 sao thì thôi. Nếu mà ra con Thunder 2 sao thì tôi sẽ up cấp lên. Up lên 10 luôn. Con Thunder nó cầm đồ. Con này nó sẽ cầm cái xe quạt, cầm đồ nó sẽ xe quạt clear được khá là khỏe.
Giờ còn một máu là đánh nó cũng hơi rén anh em ạ. Có thể bay bất cứ lúc nào ấy. Còn như cái quả vừa nãy nếu mà không cắn máu nó lên kịp là bay màu luôn ấy. Bây giờ là gì? Là lúc nào cái chuột nó cũng phải để sẵn vào cái cục máu anh em ạ. Đi thì còn ấn máu luôn. Rồi Gretter này. Thằng này chắc là không đi được đâu. Ok. Gót đỏ này không sợ Gretter. Một máu là tôi đang đạt tới cái trạng thái tối thượng ấy. Máu của tôi bây giờ là nhiều nhất rồi. Không còn gì có thể nhiều hơn là cái trạng thái một máu này nữa đâu. Sáu đỏ mà có một máu thì vô địch rồi. Bây giờ là liệu rằng là có dãy chết được không? Đang thở oxy đấy. Có thể đột tử bất cứ lúc nào. Bây giờ là khi mà gặp một cái đối thủ là phải để sẵn tay ở trên cái cục máu để khi nào mà nó qua là chúng ta cắn lên nếu mà chúng ta bị lọt. Lọt một con nó cũng chết mà. Bất kỳ con gì luôn. Thằng này gấu tổ 2 này. Đấy, gặp những cái thằng này sợ cực kỳ luôn ấy. Vì rất có thể là cái con gấu tổ nó sẽ bay bay và nó sẽ lướt chết hết. Thôi xong rồi. Vậy là tôi sẽ phải cắn máu. Ok. Sáu máu ạ. Thế thôi mà cũng sáu máu đấy. Có lên rôn không nhỉ? Đổi được cái Blink. Cái Blink này tí nữa tôi sẽ cho một cái con khác cầm. Tạm thời cho Storm Shaman. Có cả 5 rồng 9m ạ. Càng phết nhỉ. Squidman này. Vừa lấy tôi bỏ một con Squidman tôi không mua đấy. Mà bây giờ nó lại ra nhiều Squidman quá nhỉ. Nếu mà đánh với cả 5 rồng 9m thì cũng lên sắm một cái con Squidman 3 sao. Quan trọng phết. Bán một con đi vậy. Bây giờ bán cái con Grand Herald đi thôi. Xem nào. Aegisid. Hai thằng chơi bắn trưởng. Hai thằng chơi 5 rồng anh em ạ. 5 rồng 9m, gấu 2 sao rồi. Gấu mét 2 sao khá căng đấy nhá. Thằng này không biết có dễ lỗi không. Còn 9 cục máu nữa để cắn lên thôi. 9 cục máu không là nhiều đâu. Ở cái thời điểm hiện tại thì gặp Aegisid là tương đối sợ đấy nhá anh em nhá. Vớ vẩn một round đẩy 30 máu thì cắn máu lên thì cũng không thoát nổi cái chết đâu. Sợ phết đấy anh em ạ. Tôi đang tính là bây giờ là có lên là kẹp Shaman vào đánh với Aegisid không. Dấu ấn thần thánh này. Bớt được một con. Chính ra giờ ra con rớt thì ngon. Squire. Rôn vừa rồi không ra cái gì luôn ạ. Ba mét sáu đỏ kết hợp với cả hai gót thôi đó. Nếu mà ra con rớt là chúng ta sẽ có bốn gót đấy. Ra rớt sẽ có bốn gót. Căng nhỉ. Chính ra cái bài mết đỏ này nó cũng là một trong cái bài mà ngày trước là dễ chết đấy. Nếu mà anh em hay xem anh em chơi khuya thì anh em có thể thấy là cái bộ này nó chính là cái bộ mà anh em chơi khuya rất là thích chơi.
thông thạo của anh em chơi khuya luôn. Đây gọi là bộ tủ ấy. Rớt đâu? Không ra à? Ra lắm trứng thế. Chính ra cái trận này không cần lóc lại đâu, bán cái này đi được. Trứng này cứ để đấy, tí nữa mà ra thêm con già nữa đập trứng cho già, xong đưa ra cái bờ linh đánh cũng được, khá là ok. Già 2 sao mà kẹp với cả 2 gót là đủ bắn trưởng liên tục rồi. Còn ra con rớt thì là quá tuyệt vời luôn. Ra con rớt chúng ta sẽ có 3 mét nữa, 3 mét kết hợp với cả 4 gót, 6 đỏ chắc là tối thượng. Dồn đồ cho rớt, kiếm cái gậy xanh cho rớt nữa là ok luôn. Rớt 3 sao cánh kèo. Sợ phết nhỉ. Hunter này. Hunter thì vô tư, Hunter thì chơi được. Thế thôi nhưng mà tôi không phải top 8 anh em ạ. Thậm chí là tôi bây giờ tôi đi đẩy này. Tôi vừa đẩy cái thằng Hunter 18 máu ấy. Khỏe thật sự. Một máu lượt kèo là có thật không? Bây giờ mới chưa gặp Exit chưa biết được. Phải gặp thằng Exit thì mới biết được là liệu rằng chúng ta có trụ được không. Gặp thằng Exit khéo lại cắn hết cục máu kia cũng lên. Lao 28 rồi. Đồ này thiếu cái gậy xanh thôi. Trong những cái round tiếp theo sẽ đổi được cái gậy xanh nữa thì tuyệt vời. Nếu mà có gậy xanh con Thunder nó sẽ thêm được một ô nữa anh em ạ. Xoài quạt là tăng thêm một ô, cái lượng đam gây ra nó sẽ lớn hơn. Những cái đối thủ đứng góc là có thể xoài quạt được trúng cái góc đấy được. Bây giờ lo lắng nhất là vẫn là cái bộ Exit, xong rồi sẽ đến cái bộ lăm rồng 9m. Khi mà nó lên được 11 tức là nó sẽ đủ bộ anh em nhá. Có con gấu mét 2 sao lên được 11 rồi. Trên này có cả rớt nữa. Lăm rồng 9m đánh ở level 11 là đủ luôn. Đây là lý do tại làm sao mà tôi lại giữ con Squire ở trong đội hình này khi gặp bọn Exit đấy anh em ạ. Thắng rồi. Có thắng không? Cứ lốc của lên là được. Đúng rồi. Đấy, như thế. Hay quá. Đấy, như thế này sẽ không bị đẩy nhiều. Cứ lốc lên là được rồi. Bây giờ đi đẩy mỗi nhà là mất 17 máu, 18 máu mỗi round anh em ạ. Căng phết đấy. Thực ra bọn nó đang sợ gặp tôi ấy. Mấy cái thằng mà còn 9 máu với cả 5 máu đấy kia gặp tôi là chắc chắn nó bay màu. Trận này vẫn ngán cái bộ Exit. Đỏ gặp Exit lên game thì cũng ngán đấy anh em ạ. Máu nhiều nhưng mà lại bị chia đôi. Không ăn thua. Sợ nhất là bây giờ con cung đen với cả con Mueta lên được 3 sao thôi. Cung đen của đối thủ thì bây giờ còn có một con nữa thôi là lên được 3 sao rồi. Căng thật sự. Ơ kìa. Thoát game luôn à. Dã man. Chắc là vô phương cứu chữa rồi nên mới làm cái điều đấy. Thằng này ăn được không? Vô tư. Lăm rồng. Ra cả Squire luôn mà. Căng phết nhỉ. Thế mà tôi lại có chuỗi rồi. Trận này sẽ phải giữ cái áo mưa này thôi. Rèn ra cái áo mưa để chơi với những cái nhà mết. Được không? Chúng ta kéo đến round thứ 30 rồi. Và trận này chắc là phải round thứ 36, 37 mới may ra mới kết thúc trận đấu. Thậm chí là còn hơn thế. Có khi là vừa vẩn round thứ 40. Con Storm Shaman của tôi nó phải lên được 2 sao cơ. Nó mới tính tiền được. Có gậy xanh nữa. Lên 2 sao phải có gậy xanh. Không có gậy xanh thì thôi. Xác định luôn là trận này không có top 1 đâu. Phải có gậy xanh cho Storm Shaman. The alpha always gets the bone.
Gia 2 này. Nhưng mà trứng này bây giờ có đập cho già không nhỉ? Hay là đập cho Storm Shaman nhỉ? Storm Shaman này chưa có gậy xanh. Phải có cái gậy xanh sử dụng để khóa chiêu thì con này nó mới mạnh mẽ được. Bây giờ đổi gậy xanh thì tốn hơi nhiều đồ ấy. Thiếu 3. Không có gậy xanh này. Tôi đang đầm nha anh em nhá. Chết rồi. Hỏng rồi. Thế sao nó lại là cái món đồ này? Giáp xương này có ok không nhỉ? Còn trận này thì thực ra là đối thủ chưa thấy ai chuyển về Witcher, cầm giáp xương thì cũng được. Đồ trận này hơi phèn. Đây rồi, năm rồng chỉ mết thằng này nó phải bỏ mết ra, nó kẹp cá vào rồi này. Đánh có vẻ không tự tin lắm nhỉ. Kẹp cá vào để đánh nhau với con Thunder của tôi à. Nhưng mà nó khỏe đấy. Ây da, nó vẫn không cắt chơi được của tôi. Máy bay ra nhiều vãi đái, không mua ạ. Rớt này, hay quá. Rớt hai luôn, như còn gì nữa. Rồi, xong rồi. Dùng đồ cho rớt rồi anh em ạ. Ok chưa, bỏ cái này ra thì mới có 4 gót. 4 gót 3 mét 6 đỏ. Quá tuyệt vời. Bây giờ con rớt nó phải thắng, nó phải giật thật là chính xác. Con này cái tỷ lệ giật mà nó giật hụt ấy, nó cũng khá là cao đấy. Tỷ lệ giật hụt lên tới 50%. Đây thằng Aegisit này. Aegisit này nói chung là vẫn chưa lên được 3 sao nhưng mà tiền hơi nhiều ấy. Tiền nhiều và máu nhiều. Rồi đã có thằng ra đi rồi. Một trong hai thằng bếp đã ra đi. Đấy, còn cái thằng bếp còn lại thì tôi nghĩ là cái bộ này của tôi đã ăn được thôi. Bây giờ chỉ ngàn nhất cái thằng Exit nó lên được 3 sao thôi. Nhất là con mưa ta lên được 3 sao, bắn chảy máy lắm. Ra 33 này thì chưa biết là gặp thằng nào. Và tôi dự đoán là sẽ gặp cái thằng mết còn lại. Hình như là chưa gặp. Tôi có con rớt lên 2 sao là yên tâm lắm rồi. Bây giờ chỉ là cái gậy xanh nữa thôi. Cái quả vừa rồi đổi cái món đồ giáp xương nó cũng hơi lãng phí. Thật sự món này không cần thiết lắm. Hơi đen. Sekundao rớt được chậm đấy nhỉ anh em nhỉ. Cảm giác không nhanh rồi lắm. Mà ăn rồi này. Nhưng mà đây là cái bóng. Lao sau sẽ gặp cái bản chính của nó. 20 máu, 18 máu. Liệu rằng có để được 21 máu nhỉ? Thử tôn Saman 2 sao này. Sử Woman 3 sao. Thôi đập trứng luôn. Ok. Ổn rồi đấy. Nhưng mà đồ chắc là vẫn để trên con rớt thôi. Rớt này vẫn đang rất là uy tín. Cái bọn còn lại nó clear nó hơi chậm anh em ạ. Chơi mấy cái bộ này clear nó phải thật là nhanh rồi. Thì còn hội đồng. Rồi cái cung đen 3 sao rồi anh em ạ. Vãi đái. Thế mà vẫn ăn được. Quá tuyệt vời luôn. Thằng này còn 20 máu ạ. Ui vãi đái. Đẩy sắp đi lơi rồi này. Ui kìa.
Ơ kìa, làm máu. Quả đấy mà con heo nó đẻ, nó đẻ nó phát nữa là đi rồi. May đấy nhá, may con heo nó không đẻ đấy. Vậy là trận đấu này có khi là cũng kết thúc sớm thôi anh em ạ. Round thứ 3, 6, 3, 7 là có thể kết thúc rồi. Quá căng. Đối thủ chơi Aegis nhưng mà vẫn chưa roll ra được con Muta 3 sao. Mới đang có là cung đen thôi, nhưng mà cung đen thì yếu hơn Muta rất là nhiều. Cho lốt, lấy lốt cái món đồ của round này thôi. Sang Meta sau thì cái tốc độ trận đấu nó cũng sẽ nhanh như này nếu mà chơi Saman anh em nhé. Saman hóa hình bây giờ là hóa luôn cả đồ luôn. Đồ là auto là lên được cấp cam nếu mà anh em cầm đồ xanh dương. Đấy, cầm xanh lá lên đồ tím. Còn nếu mà cầm xanh à, cầm cái đồ xám thì là anh em sẽ có xanh dương. Quá hay luôn. Tôi nghĩ là đội hình đấy chắc là đội hình mạnh nhất rồi. Còn nếu mà anh em thấy đội hình đấy chưa mạnh hoặc anh em thấy là nó phi lý thì anh em có thể để lại dưới phần comment ở trong cái video đó anh em nhá. Tất cả những cái comment của anh em để nhận xét về cái phiên bản thử nghiệm ấy, nó sẽ giúp cho nhà phát hành có những cái thay đổi cân bằng khi mà bắt đầu cái mùa mới nha anh em nhá. Bắt đầu vào cái update mới, họ sẽ điều chỉnh lại cái sự cân bằng cho phù hợp. Đấy, họ sẽ lấy cái ý kiến khảo sát của các anh em để họ làm cái điều đấy. Nên là anh em có thể, anh em hãy comment vào dưới cái video đó để cho những cái người nhân viên người ta đã đọc được nhá anh em nhá. Những cái nhóm khảo sát thị trường họ có thể phân tích được. Rồi bây giờ chắc là dồn đồ tạm cho con này đi. Còn rớt nhá, cầm hai đồ rồi cả. Chưa có gậy xanh thì phải thế thôi. Con nào mạnh hơn, con nào lên 3 sao hơn thì chưa con đấy. Riêng cái thằng này thì lại vô tư luôn. Thằng này kẹp cá rất là đánh an toàn luôn nhá. Ăn nổi không? Sir Goodman vẫn đang xoay. Được không? Chung có vẻ khó nhỉ. Vẫn thua mấy con đệ á. Rớt còn 2 sao này. Mà rớt giật bọn này không thấm đâu. Ây da, đi luôn kìa. Điều quá đi mất thôi. Là mất chuối à. Chán thật sự luôn đấy. Chết tôi rồi, chưa kết liễu trận đấu rồi. Cứ tưởng là 21 round xong. Vớ vẩn kéo dài đến 30 round mất. Khó chịu nhá anh em nhờ, vô cùng khó chịu luôn. Bảy máu nhưng mà tôi vẫn còn có máu để cắn anh em ạ. 9 cục máu nữa cơ. Thua phát cắn luôn. Bây giờ máu sàn sàn như nhau ấy. Nhưng mà tôi được cái tôi còn máu để dự trữ để cắn lên. Căng thẳng thật sự. Rồi gặp Aegis này. Thằng này sợ nhất luôn ấy. Nhưng mà nó bị hack anh em ạ. Chúng ta có cái sự thay đổi là chúng ta chuyển cái con Storm Shaman vào nên bây giờ nó có cái hack nữa. Không cản được cái hack đấy. Rồi, hay quá nhỉ. Chỉ có một là cầm hòa hay là thắng thôi. Mà tôi cầm hòa lâu rồi tôi sẽ hoàn thiện được hơn thì tôi sẽ quay trở lại và tôi sẽ mình thắng thôi. Chắc chắn cái điều đấy. Bây giờ vẫn có thể thắng thôi chứ. Đồ thế giới đấy. Có khá là nhiều đồ kháng. Ôi, nó đẩy tôi kìa. Rớt hai mà không ăn thua nhỉ, điêu nhỉ. Có anh em bảo tôi chuyển sang đá nhưng mà đá có tác dụng gì với Gladiator đâu. Tôi nghĩ là dồn nó rớt cho nó giật cho nó mạnh anh em ạ. Mười tám máu còn rớt hai luôn ạ. Ui vãi đái, tài lên được rớt hai ăn nổi không, to thế. Hỏng rồi, hỏng rồi. Được không, được không, không được. Ui chết đi luôn hả, cắn hết máu thôi. Ui căng thật sự ấy anh em ạ. Thế tôi hết máu rồi nhá.
tái ở căng thẳng luôn. Đùa. Sợ nhất là mấy con gọi đệ đứng ở sau cứ gọi đệ ra thôi, không có cách nào kết liễu được. Cầm Blink đằng sau rồi chứ. Vòng sau mà không ăn thua. Round 39 thôi anh em ạ. Vậy là round sau là round 40 nó lại có thêm một đống đồ nữa thì không biết kết liễu cái kiểu gì đấy. Khó chịu nhỉ. Hai mươi lăm máu trụ nổi là không. Ui gặp Exit này. Exit lên được Mueta lên 3 sao rồi anh em ạ. Vãi đái. Khó rồi. Sao này vẫn vẫn đi luôn không nhỉ. Cứ clear đi, clear đi, clear đi. Đúng rồi, đúng rồi, hất nó lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hất nó lên, đúng rồi, đúng rồi. Hất lên để cho tôi giật phát. Ui ơi, không được. Đau thế. Hỏng 12 máu anh em ạ. Rao lửa vừa vẫn là bay. 13 máu này mà nó đẩy thêm được một chút là đi rồi đấy. Rao trước có 12 máu là 13 máu á. Tôi bây giờ tôi cái giáp xương ấy nó không có giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Nên khả năng là tôi sẽ cởi bỏ giáp xương ra anh em nhé. Thay bằng một cái món khác nó uy tín hơn. Một cái món cam khác chả. Bây giờ ngon nhất là gậy xanh thôi. Xong rớt cầm cái Blink, Blink sang là giật luôn. Căng thẳng nhà, vẫn còn nhà ba nhà luôn. Mà tôi là cái người nhiều máu nhất nhưng mà đang đánh chuyện thua ấy. Thua cũng 4 rồi anh em ạ. Càng thế. Rao này chắc phải đổi một cái món nào đấy mà nó hợp hợp một tí. Hợp khóa co đánh tay. Trận này chủ yếu là sợ với thằng đánh tay thôi. Ok, BKB quá tốt. Rồi tôi đổi tiếp nha anh em nhá. Đổi một món đồ cam nữa đi. Bây giờ chỉ có gậy xanh mà cứu tôi anh em ạ. Không ai cứu Tuấn Cơm nữa rồi. Lao sau là gặp Exit và bắn cho lủng nhà luôn. Còn có 7 máu ở đỡ làm sao được đây. Ok, gậy xanh đi rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rớt gậy xanh đi rồi. Rớt gậy xanh kẹp cả 3 mét anh em nhá. 6 đỏ. Được không? Ui dồi ui anh em ơi. Anh em có vừa nhìn cái gì không? Ơ cái con mua ta nó có bất diệt rồi nó giật phát chết luôn kìa. Ui vô địch luôn ạ. À. Thề một phát là tiễn hai nhà đi luôn. Một mũi tên là trúng hai con kim nhạng rồi. Dã man thật. Quả phải tua lại mới được. Quả giật kinh khủng khiếp luôn. Con mua ta nó đầy máu nhưng mà nó bị hack anh em ạ. Bây giờ lại phát hiện ra một quả, tức là bây giờ nhá, là nếu mà bị hack ấy là giật là chết luôn chứ không có bật bất diệt lên đâu. Căng nhờ. Được đấy. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.